Một nhóm các cầu thủ khu khung cầu đã được tập hợp vào hôm thứ Ba ngày 24 tháng 11 để thử nghiệm sân hockey mới được xây dựng cho Olympic 2016 tại Rio. Có đến gần 150 cầu thủ khu khung cầu từ các nước Brazil, Chile, Mexico, Peru, Paraguay, Venezuela và Trinidad and Tobago sẽ liên tục luân phiên thi đấu với nhau đến cuối tuần này để kiểm tra và chắc chắn sân thi đấu đã sẵn sàng cho Thế vận hội diễn ra vào năm sau. Với công nghệ cỏ nhân tạo mới đã từng được đưa vào áp dụng tại London vào Thế vận hội năm 2012, hầu hết các cầu thủ đều tỏ ra rất hài lòng với mặt sân này. Cũng trong hôm thứ Ba vừa qua, Ủy ban Olympic Rio cũng đã triển khai thử nghiệm thi đấu bộ môn cầu lông, đồng thời cũng sử dụng kết quả thi đấu để xếp hạng vòng loại cho Thế vận hội năm sau. Tổng cộng có 56 nam và 34 nữ từ 24 quốc gia sẽ thi đấu với nhau trong 6 ngày dưới sự theo dõi của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF. Gương mặt nổi bật của giải là tay vợt Linh Đan của Trung Quốc, một trong số những tay vợt giữ danh hiệu tay vợt xuất sắc nhất hiện nay. Bên cạnh đó, một khía cạnh quan trọng không kém chính là công tác hậu cần chuẩn bị cho các tay vợt. Năm nay, Ủy ban Rio đã đưa vào sử dụng một loại sợi mới cho vợt với đặc tính nhẹ và chắc hơn, tạo sự thoải mái và cơ động hơn cho các tuyển thủ. Một cuộc chạy marathon kỳ thú đã được tổ chức tại dãy núi Antarctica ở Nam Cực dưới cái khí lạnh gần âm 50 độ C. Khoảng 50 thí sinh từ 19 quốc gia trên thế giới đã tham dự cuộc thi khắc nghiệt này, cùng những trang bị chống lạnh cần thiết để bắt đầu cuộc chinh phục chặng đua dài 26,2 dặm. Lộ trình đua gồm 2 vòng xoay quanh trạm thăm dò Unicorn Glacier. Các tay đua sẽ được tiếp nước nóng và thức ăn nhẹ ở một số điểm dừng. Vận động viên Paul Webb của Anh và Sivana Camilo của Chile đồng loạt về nhất ở cuộc đua này. Sau cuộc họp và lời tuyên bố cam kết về tăng cường và đảm bảo an ninh trên toàn nước Pháp của Bộ trưởng Nội vụ Bernard Grenier, chính quyền Pháp vẫn sẽ giữ nguyên ý định trang bị các màn hình lớn ở những nơi công cộng để người dân có thể theo dõi và cổ vũ trong mùa Euro 2016 năm sau. Bất chấp mối lo ngại về khủng bố vẫn còn chưa lắng xuống, không gì có thể làm giảm được tinh thần yêu thể thao của nước chủ nhà Euro năm sau. Ông Jacques Lambert, Chủ tịch Hội đồng tổ chức Euro 2016, chia sẻ về việc thiết lập các khu vực riêng dành cho người hâm mộ ở từng điểm diễn ra trận đấu, bố trí linh hoạt và phù hợp với đặc trưng riêng của từng nơi trong điều kiện an ninh được ưu tiên hàng đầu.